Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023. Mở đầu chương trình sáng nay là những tin tức đáng chú ý được cập nhật. Trong khuôn khổ hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đoàn đại biểu tham dự hội nghị đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Dự buổi lễ có lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Nam, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Thành kính dâng lãng hoa tươi, nén hương thơm lên anh linh người, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam. Trong không khí thiêng liêng và thành kính, đoàn công tác nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách cao đẹp của người. Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng các địa phương ngày càng phát triển, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng hơn 140 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh truyền đạt hai chuyên đề. Chuyên đề 1 về tập huấn chuyên sâu luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm luật bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các nghị định thông tư của Chính phủ và Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của luật và ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, các quy chế, nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan tổ chức địa phương, 35 danh mục bí mật nhà nước thuộc các ngành lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Chuyên đề 2 về thực trạng công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và một số lưu ý trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Các nội dung được truyền đạt cụ thể, chi tiết, gắn với kiến thức, kinh nghiệm thực tế, giải đáp được những vấn đề khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan đơn vị. Thông qua hội nghị tập huấn lần này nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước trong khối các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời bổ sung kiến thức và kỹ năng thực hiện đúng các quy định về công tác này, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị ở địa phương, đơn vị. Đoàn công tác Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế do Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Trường, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, đến giám sát hoạt động cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại tỉnh Cao Bằng. Trong năm 2022, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện các hoạt động theo dõi tăng trưởng cho trẻ thường kỳ tại cơ sở. Theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ dưới 2 tuổi, suy dinh dưỡng, hàng tháng đạt 96,2%. Tổ chức đo chiều cao cho toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi tại các xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh và đánh giá tình trạng dinh dưỡng vào tháng 6 hàng năm. Tư vấn cho người chăm sóc trẻ để có chế độ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng phù hợp. Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ dưới 5 tuổi tại các trạm y tế xã vào tháng 10 hàng năm. Số trẻ 6 đến 60 tháng tuổi được uống bổ sung vitamin A liều cao đạt 99,1%. Tỷ lệ bà mẹ sau đẻ trong vòng 1 tháng được uống vitamin A đạt 92,1%. Số trẻ 24 đến 60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy run đạt 99,3%. Có 78 xã phường thị trấn cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời và giám sát đợt trọng điểm, ngày vi chất dinh dưỡng, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển, chiến dịch bổ sung vitamin A và tẩy run. Biểu dương những kết quả đạt được, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Nguyễn Hồng Trường đề nghị Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các ban ngành tại địa phương trong việc thực hiện chương trình bám sát vào tình hình thực tế của địa phương để xây dựng các hoạt động phù hợp,
chủ động tham mưu tập huấn đào tạo cho nhân viên y tế thôn bản, phân bổ kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trung tâm kiểm soát bệnh tật cử cán bộ tham gia tập huấn đầy đủ khi trung ương tổ chức. Tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở, lãnh đạo huyện Bảo Lâm vừa tổ chức đối thoại với nhân dân xóm Nà Phéo, xã Vĩnh Quang. Sau khi nghe báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nhân dân trong xóm Nà Phéo đề nghị nhà nước sớm hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho những hộ gia đình có nhu cầu về nhà ở, xây dựng cơ sở hạ tầng, kéo điện lưới đến xóm Nà Phéo, nơi có 104 hộ dân, trình độ dân trí còn thấp, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Trước đây, 59 hộ bị kẻ xấu lôi kéo đi theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Được các cấp ủy, chính quyền tuyên truyền vận động, đã có 54 hộ ký cam kết từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Hiện nay còn 5 hộ với 17 nhân khẩu chưa ký cam kết từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Thời gian qua, phần lớn người dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Nhiều hộ tích cực phát triển chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã thoát nghèo. Biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được của xóm, lãnh đạo huyện Bảo Lâm giải đáp các ý kiến của nhân dân, mong muốn các hộ còn lại tích cực tham gia công việc của xóm, ký cam kết từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, nhìn nhận thấy hướng đi sai trái của mình, tự nguyện từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Bảo Lâm tặng quà cho nhân dân xóm Nà Phéo. Ban chỉ đạo 138 huyện Hạ Lang vừa tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Quang Long và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tại địa bàn khác. Quang Long là một xã biên giới của huyện Hạ Lang. Với đường mòn, lối mở phức tạp đã tạo điều kiện cho các hoạt động trái phép trên tuyến biên giới nảy sinh. Trong thời gian chuyển hóa, các lực lượng phát hiện 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Ngăn chặn 1 vụ, 6 công dân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Vận động nhân dân giao nộp 3 khẩu súng cồn tự chế và một số vũ khí khác. Tăng cường công tác quản lý nơi cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không để xảy ra các vụ cháy nổ trên địa bàn. Nhiệm vụ trong năm 2023, Hạ Lang tiếp tục chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại thị trấn Thanh Nhật. Ban chỉ đạo 138 huyện đề nghị các thành viên, cơ quan, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị trấn. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm, sớm đưa địa bàn thị trấn Thanh Nhật ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang đã khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người bán và người mua khi thực hiện giao dịch kinh doanh, góp phần tích cực trong công cuộc chuyển đổi số, đồng thời hạn chế tình trạng mua bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn, tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, chống thất thu và tăng thu ngân sách. Mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau đây. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Đến hết tháng 3 năm 2023, ngành thuế tập trung triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền đối với 100% doanh nghiệp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc ngành hàng, kinh doanh trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi, giải trí, các dịch vụ khác và hoạt động kinh doanh vàng bạc của giai đoạn 1 đã đăng ký với Tổng cục Thuế. Việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ góp phần tích cực trong công cuộc chuyển đổi số, tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa đơn điện tử của những ngành nghề kinh doanh đặc thù, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn. Thành phố Cao Bằng là một trong những địa bàn có số lượng lớn doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Đến nay, kết quả thực hiện giai đoạn 1 về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đạt 96%. Để triển khai có hiệu quả, Chi cục Thuế thành phố đã chủ động tổ chức nhiều giải pháp, tập trung rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Để phấn đấu,
đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023, thời điểm kết thúc giai đoạn 1, thực hiện hoàn thành 100% danh sách người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử kết nối máy tính tiền giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai thành công áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo máy tính tiền giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đối với 100% người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Luôn cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận thống nhất trong việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, cũng như tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chi cục thuế thành phố tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng, ủy ban nhân dân các xã, phường để đề xuất tham mưu cho thành ủy, chính quyền thành phố các giải pháp triển khai hiệu quả, trong đó quan tâm đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền về lợi ích và quyền lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền gắn với chương trình hóa đơn may mắn tới các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh và người dân, đồng thời tăng cường kiểm tra việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng trên thị trường, kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ đầu vào nhằm kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp bán hàng không xuất hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, ngăn chặn và xử lý các trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp theo quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các nhà cung cấp giải pháp để hỗ trợ tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền cho người nộp thuế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong việc sử dụng hóa đơn điện tử. Nói chung, sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền nói riêng. Sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh không cần phải thay đổi hay trang bị mới máy móc thiết bị mà chỉ cần sử dụng phần mềm xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền phù hợp và có lợi ích hơn so với sử dụng hóa đơn điện tử có mã thông thường. Như người bán chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế, chính là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định. Chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày, không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn điện tử có mã thông thường. Tại một địa điểm bán hàng, có thể thiết lập nhiều máy tính tiền theo quy định để xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng một cách nhanh chóng, thuận lợi. Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng cần hóa đơn để tham gia dự thưởng chương trình hóa đơn may mắn do ngành thuế tổ chức. Thông tin trên hóa đơn điện tử từ máy tính tiền có thêm trưởng thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong trường hợp người mua hàng chưa có mã số thuế hoặc không nhớ mã số thuế. Là một trong những đơn vị thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, đơn vị này sẽ sớm chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi áp dụng hệ thống này trong quản lý và sử dụng hóa đơn của đơn vị mình. Sử dụng hóa đơn điện tử khởi động từ hệ thống máy tính tiền thì cần có các điều kiện như sau. Thứ nhất là kết nối với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử. Thứ hai đó là cái hạ tầng công nghệ thông tin. Cái thứ ba đó là về cái phần mềm để tạo lập cái hóa đơn điện tử. Và cái thứ tư là về con người có trình độ và kiến thức về công nghệ về thông tin. Thì đối với đơn vị nhà khách văn phòng ở tỉnh Cao Bằng ấy, thì trong thời gian qua thì thực hiện sự chỉ đạo cũng công văn hướng dẫn của cơ quan thuế thì đơn vị đã triển khai thực hiện. Thì hiện nay thì đã phát hành được hơn 200 số hóa đơn. Thì mọi việc công việc thực hiện cái việc này thì luôn là thuận lợi và không có vướng mắc gì, và đơn vị đã làm thực hiện tốt cái việc phát xuất hành hóa đơn điện tử và khởi động từ máy tính tiền. Còn là cái việc này nó có lợi ích, đó là cái tạo thuận lợi cho và tiện ích cho khách hàng và do đảm bảo theo đúng các quy định của cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền là giải pháp nhằm tối giản thủ tục kê khai, nộp thuế, giúp cơ quan thuế quản lý hoạt động kinh doanh của các đơn vị dễ dàng hơn, minh bạch các hoạt động nộp thuế, hạn chế các trường hợp kê khai không tự giác, trung thực từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Bên cạnh đó, sẽ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực hơn. Có thể xử lý sai sót trực tiếp cho những giao dịch phát sinh trên thiết bị tính tiền của đơn vị khi cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền theo tiêu chuẩn của cơ quan thuế. Sau gần 3 tháng vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trên địa bàn thành phố Cao Bằng đã có nhiều cơ sở kinh doanh đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Để sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền thì hộ kinh doanh cần phải có là thứ nhất là máy tính có kết nối với Internet hoặc là thiết bị điện tử có kết nối với Internet, và thứ hai là đăng ký để được cơ quan thuế cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử và chữ ký số. Thứ ba là chúng ta sẽ phải sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử. Và thứ tư là để đăng ký được sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền thì chúng ta sẽ đăng ký theo số 01 hóa đơn điện tử và gửi đến cơ quan thuế. Khi mà nhận được cái chấp nhận của cơ quan thuế thì chúng ta có thể sử dụng được cái phần đăng ký viết hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền ạ. Và xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền thì có chữ ký số và cần chuyển hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua đã được khởi tạo từ máy tính tiền cho cơ quan thuế trong ngày. Để triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn toàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đảm bảo 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh thuộc nhóm ngành hàng kinh doanh phải áp dụng, phối hợp với các sở, ban ngành, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm đối với hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hàng hóa không có hóa đơn đầu vào, bán hàng không xuất hóa đơn hoặc mua bán hóa đơn trái phép, để chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, chống thất thu ngân sách nhà nước. Từ đó giúp tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi. Chuyển sang thời lượng của mục điểm báo. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức 18 tháng 5 năm 1963, 18 tháng 5 năm 2023 và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 26 tháng 3 năm 1983, 26 tháng 3 năm 2023. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho rằng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt trân trọng đội ngũ trí thức. Ngày 18 tháng 5 năm 1963, người đã gặp gỡ, nói chuyện và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức nước nhà. 20 năm sau sự kiện đó, Liên hiệp Hội Việt Nam, ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức Việt đã được thành lập. Việc được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dự và chỉ đạo là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ nước nhà nói chung với Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ của cách mạng Việt Nam đã một lòng đi theo Đảng, theo Bác kính yêu, phấn đấu liên tục và đã có nhiều công hiến, phát huy sức mạnh đoàn kết trong liên minh công, nông, trí vì sự nghiệp của đất nước, của dân tộc và nhân dân, đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước, để Việt Nam có cơ đồ sáng lạn, một vị thế như ngày nay. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết về quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt từ 9,5 đến 10% trên năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người giá hiện hành đạt khoảng 200 đến 220 triệu đồng một người, tương đương 8.000 đến 8.500 USD. Đà Nẵng thống nhất một số chỉ tiêu chính đến năm 2030.
Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt từ 9,5 đến 10% trên năm. GRDP bình quân đầu người giá hiện hành đạt khoảng 200 đến 220 triệu đồng một người, tương đương 8.000 đến 8.500 USD. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm từ 1 đến 2%, công nghiệp xây dựng 29 đến 30%, dịch vụ 61 đến 62% và thuế sản phẩm từ 8 đến 9%. Tại kỳ họp, Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP giai đoạn 2021-2030 đạt từ 9,5 đến 10% trên năm. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm mục tiêu phấn đấu về tăng trưởng GRDP cho thành phố Đà Nẵng ở mức khoảng 12 đến 15% trên năm để thể hiện vai trò là cực tăng trưởng của miền Trung và cả nước. Tại Gò Ma Vương, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh. Di tích gồm 6 địa điểm được khoanh vùng bảo vệ. Cụ thể, địa điểm Long Thạnh hay còn gọi là Gò Ma Vương thuộc thôn Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh. Địa điểm Phú Khương thuộc thôn Phú Long, xã Phổ Khánh. Địa điểm Thạnh Đức thuộc thôn Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh. Quần thể di tích Champa gồm tháp núi 1, tháp Gò Đá, cầu Đá, miếu Champa, bia ký Vũng Bàng, hệ thống giếng Champa gồm 12 giếng, con đường xếp đá cổ, hệ thống mương dẫn nước cổ, địa điểm đầm An Khê và lạch An Khê, sông Cửa Lỗ thuộc xã Phổ Khánh. Văn hóa Sa Huỳnh nằm trong vùng duyên hải ven biển và hải đảo là những vùng du lịch nổi tiếng của Việt Nam, do đó có điều kiện để phát huy giá trị trong du lịch, quảng bá văn hóa. Trong khuôn khổ Hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc năm 2023, ngày 23 tháng 3 giờ địa phương tại New York, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có các cuộc gặp với Tổng thống Tajikistan, Tổng Giám đốc Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO, Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc. Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao vai trò của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, ứng phó với khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu. Phó Thủ tướng đề nghị Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý tài nguyên, đặc biệt là đất nông nghiệp, nguồn nước xuyên biên giới và nguồn nước nội địa. Tổng Giám đốc Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc ghi nhận tích cực các đề nghị của Phó Thủ tướng và khẳng định Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc sẽ quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Thời gian tới, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi giúp Việt Nam tham gia các dự án ba bên, hợp tác Nam-Nam về lương thực, nông nghiệp. Chuyển sang một con số hôm nay. Đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ. Sau hơn một tháng ra quân, với phương châm không có vùng cấm, không có điện thoại can thiệp, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý hơn 1.200 amen. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 2, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông triển khai 3 kế hoạch chuyên đề về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chạy quá tốc độ quy định, xử lý phương tiện chở hàng quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện. Với phương châm xử lý, không có vùng cấm, không nghe điện thoại can thiệp, trong một tháng, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xử lý gần 1.200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 43 phương tiện ô tô và hơn 1.100 phương tiện mô tô. Ngoài ra, Cảnh sát Giao thông Thừa Thiên Huế còn phối hợp tổ chức 21 lượt tuyên truyền luật giao thông đường bộ với hơn 4.700 người tham gia, trong đó tổ chức cho 281 chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, tăng cường bố trí các tổ chức công tác tuần tra kiểm soát 24/24 giờ. Qua đó, kịp thời phát hiện lập biên bản xử lý hơn 4.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trung tâm đầu tiên nghiên cứu về trí nhớ và sa sút trí tuệ vừa được khánh thành tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương Hà Nội.
trung tâm đặt tại Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, là một trong những bước chuẩn bị để ứng phó với tình trạng già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng ở nước ta. Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số và sẽ trở thành nước có dân số già. Theo nhận định của Liên Hợp Quốc, từ nay đến năm 2050, nước ta sẽ nằm trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Già hóa dân số dẫn đến sự gia tăng số người cao tuổi mắc sa sút trí tuệ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số lượng người mắc sa sút trí tuệ năm 2019 trên toàn cầu là 55 triệu người. Còn số này được dự báo sẽ đạt 78 triệu người vào năm 2030 và 139 triệu người vào năm 2050. Chi phí cho việc điều trị, chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ rất tốn kém, tăng từ khoảng 1,3 nghìn tỷ USD năm 2019 sẽ lên 2,8 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Vì vậy, Việt Nam cần có sự nghiên cứu và điều chỉnh về chính sách cũng như các dịch vụ để có thể chẩn đoán sớm sa sút trí tuệ, từ đó đáp ứng nhu cầu điều trị, đồng thời hỗ trợ người chăm sóc tại bệnh viện và tại cộng đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trí nhớ và Sa sút trí tuệ cho biết, năm 2019, Việt Nam có 531.000 người bị sa sút trí tuệ. Dự báo con số này sẽ tăng gấp 3, tức là 1,8 triệu người vào năm 2050. Trong kế hoạch phát triển của trung tâm, chúng tôi cũng muốn phát triển một mảng lớn, đó là nghiên cứu khoa học, có thể tiến hành làm các nghiên cứu để xác định marker sinh học về sa sút trí tuệ trong máu của bệnh nhân để hỗ trợ chẩn đoán sớm. Chương trình Cao bằng ngày mới đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!